Chào quý thầy cô và các bạn sinh viên thân mến. Hôm nay, Thư viện Truyền Cảm Hứng và Hội Viết Câu Lạc Bộ Đồng Hành Cùng Sách xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn sinh viên cuốn sách mang tên Hạnh Phúc Tắt Đường Ở Một Quãng Xa của tác giả 20. Mỗi bước chúng ta đi là một lần trải nghiệm. Có những bước hụt, có những bước chênh vênh, cũng có những bước yên bình và vững chãi. Quan trọng là chúng ta đã bước từng bước tiến về phía trước. Cuốn sách này là những câu chuyện được bồi đắp từ chính kinh nghiệm sống của tác giả, từ những mảnh đời đã từng chạm tới hoặc nhặt nhạnh được. Trong cuốn sách này, ông muốn viết về tuổi trẻ, về những người đã từng mang trong mình một tuổi trẻ, từng muốn trốn chạy khỏi ký ức và tình yêu, từng chối bỏ nhiều thứ vì không mang lại hạnh phúc mà họ đợi chờ. Hy vọng những câu chuyện này sẽ giúp bạn đọc điềm tĩnh hơn, trân quý hơn những mảnh đời đã và đang tạo thành hiện tại của chúng ta. Cuốn sách này không chỉ có tình yêu của tuổi trẻ, không phải lúc nào cũng do chính những người trẻ tuổi kể lại. Trong những câu chuyện, có những cái nhìn về quá khứ, về những thứ vừa xảy ra hôm qua, 10 năm, 20 năm hay thậm chí là cả nửa đời người. Tác giả 20 chia sẻ, tôi nghĩ đôi lúc nếm trải một chút tổn thương và thiếu sót cũng tốt thôi. Vì một khi đã là yêu thương, dù bạn có muốn chối bỏ đến mấy cũng chẳng thể nào quên đi được. Thay vì trốn chạy, hay học cách chấp nhận, học cách dung hòa, học cách trân trọng những gì vốn dĩ thuộc về chúng ta. Kính mời quý thầy cô và các bạn sinh viên cùng đón đọc.